đường phát trực tiếp. Đi vòng quanh. Cái này là đi vòng quanh. Thì khu vực Tràng An này là 6.000 hectare. 6.000 hectare. Tức là bao quanh dòng sông này là bao quanh. Ngày xưa những chị cứ đi với cái dòng cho lợn ăn. Cho lợn ăn ấy. Cái sông Sông Thê này thì trước đây là nó nối với sông Hoàng Long. Đến khi UNESCO công nhận thì người ta phanh thục lại, không cho nước sông vào nữa. Nước sông vào nó ô nhiễm thì những cây rau này sao mà lên được. Con le le. Con le le. Chị ơi chịu khó phát áo phao đi. Ở đây lắm, nhiều bảo vệ lắm. Đi chụp mấy những áo phao vào. Người ta không nhắc nhở đâu. Nó phạt nguội. Chụp ảnh lại áo phao. Lỗi đơn giản là 500, mà lỗi nặng thì 1 triệu, ăn biên bản thì 2 triệu. Đấy là kinh tế là tạm này. Đúng cái roi nó rụt vào dạ dày. Nhà dưới sông kia người ta gọi là thủy đình. Còn cái đối diện sang cái dãy núi bên kia ấy là gọi là núi Phượng Hoàng. Đâu núi nào núi đây ạ? À, không phải bên đấy. Đó cái mê tròn tròn đấy là cái mình. À. Đấy cơ mà. Thẳng đấy cơ mà. À, đây. Đấy hai bên là hai cánh. Mình đưa vào màn hình nhỏ thì trông nó cái giống giống đấy. Phượng Hoàng. Đúng rồi, giống rồi. Cũng có thể gọi là con đại bàng. Vâng. Cũng có thể gọi là con chim cắt. Nó bay mà tức nó tức lên bỏ nó là con quạ vừa cắp xong nó bay lên đấy. Hàng nghìn năm nay thấy thế mà bỏ nó cố hướng bay lên rồi. Ta đi tiếp được chưa? Đi rồi. Vâng đi đi. Sơn tinh, sơn tinh thủy tinh hình như ở khu này sao đấy? Không, sơn tinh thủy tinh không phải khu này. Sơn tinh ở chỗ đền thờ Sơn Tinh ở núi Tản Viên núi ấy chứ, núi Ba Vì chứ anh. Anh đi đền Và chứ đền thờ Sơn Tinh chứ. Chắc chưa đi vào đền Và đúng không? Chưa chưa. Đền Và đi đền Và thờ Sơn Tinh. Đền Và nó rất là linh thiêng. Được bao bọc xung quanh những ngọn núi đá và sừng sững giữa trời mây này, tạo lên một dòng nước. Nước ở khu vực nước này trong xanh vậy. Ngày xưa là đá hết, nhưng mà không được khai thác đá thành núi rồi đấy. Đấy đá ra xây dựng hết rồi. Thành khu lục. Không tưởng sâu nó trong. Sâu nó mới trong, đục thì nông thì nó mới đục, nó mới càng sâu nó càng trong. Sâu càng trong. Đây là nó là lá là các thứ dây kia. Cái kỹ năng này là dài 320 mét. Tiếp tục vào một cái hang tiếp. Hang này là dài gấp đôi hang rồi. Dài gấp đôi. Có ba hang rồi đúng không? 300 mét. Hang thứ ba rồi. À, cái hang đầu cái hang bé nó không tính. Hang đấy tên là gọi là hang lấm. Lấm hàng vàng. Nơi Bắc Lai Đò là hàng hành trượt. Rành rõ mấy ngày đi được bao nhiêu chuyến bác? Thánh trượt là ông ấy bị ngã. Ai cơ? Ông Thánh trượt là ông bị ngã ở đây. Thánh trượt. Thánh trượt. 320 mét.